công thức làm con cá lóc chai cho ngày rằm quá trời ngon. Cái này là nhân kho xả ớt, còn không thì mấy bạn ướp xương xương rồi mấy bạn chiên lên cũng ngon. Còn thôi mình nấu canh chua với cá lóc chai cũng quá bén. Chuẩn bị cho Nhân là 6 miếng sườn non chai, 300g bột năng, 6 cái lá gông biển, 1 cục hem màu đỏ, không có hem màu đỏ thì sử dụng hem màu trắng cũng được nha, và 7 cái cục mì căn. Sườn non đem đi ngâm nước đi tí xíu nó nở ra dễ xé. Cái cục hem màu đỏ này thì Nhân mua 300g, tùy theo điều kiện của mọi người ha. Cái này là Nhân làm 2 con cá lóc cho nên là Nhân chuẩn bị số lượng là bao nhiêu. Thí dụ như nhà mình ít người thì mình có thể gia giảm số lượng. À còn cái này quên nói nữa, ủa chỗ tôi không có bán hem rồi sao ta? Tại vì cái cây hem đó theo Nhân biết thì chợ nhỏ nhỏ không có bán mấy bạn. Cái này là Nhân phải lộ ra tuốt ở ngoài thị trấn mới có bán cây hem này. An tâm, nếu mà chỗ mình không có bán hem thì mấy bạn thay thế bằng tàu hũ trắng dùm cho Nhân. Nhưng mà tàu hũ trắng thì ở trong tàu hũ nó còn có nước, khi làm các bạn nhớ là các bạn bóp nát ra rồi các bạn vắt sạch nước dùm cho Nhân là được. Rồi giờ bắt tay vô làm nè. Mì căn thì mình sắc ra từng miếng nhỏ, hem cũng vậy, rồi sườn non mình cũng xé ra từng sợi nhỏ nhỏ vậy luôn. Cái này xé ra cho dễ xay, còn bạn nào làm biến không xé thì xay nó lâu chứ không có gì. Xay đến khi nào mà nó nhuyễn, mà nó mịn, nó quất cục lợn vậy là được nè mấy bà. Cứ như vậy mà mình cho lần lượt vào, mình xay sạch sẽ hết ha. Xay xong rồi mình trộn tất cả cái hỗn hợp đó lại. Cái này mới ăn đầu á, tôi xay nó ra màu đỏ bởi vì cái miếng đầu là nó có hem nhiều. Thôi kệ không sao đâu, hồi mình trộn lợn hết à. Đỏ không đỏ diện hội cũng vô bụng. Rồi đẩy xô tình nghĩa vô trong đây là giùm tôi là 3 muỗng bột năng, mà bột năng là sử dụng bột canh mà cái muỗng dung dung lên giùm tôi ha. Rồi nêm nếm vô trong đây là tầm khoảng 2 muỗng hạt nêm, tí xíu bột ngọt, lưu ý không bỏ đường, thêm 2 muỗng cà phê dầu ăn nữa. Rồi tiếp tục á, mình bóp vô. Trong quá trình bóp thì thấy hơi khô thì các bạn cho tí xíu bột năng nữa mấy bạn, nhồi thiệt là nhiều thì cá của mình nó càng dai. Rồi để đó cho nó nghỉ tầm khoảng 10-15 phút, xong rồi bắt đầu mình chặt lá chuối mình làm cá lóc nướng. Nướng đâu mà nướng ông nội mày, cái này là tôi nói chơi với mấy bạn đó, tầm xàm quá lâu tôi tự chữ tôi luôn. Công dụng của cái lá chuối này nè là để tí xíu mình quấn cái con trong con cá đó, mình bắt lên mình hấp nó không có tiếp xúc trực tiếp với lại mũ. Còn thí dụ như mấy bạn ở thành thị mọi người không có cái lá chuối này nè, mọi người đi ra siêu thị mọi người mua cái bọc gì mà có cách nhiệt, lộn rồi, cái bọc mà có mà cái kiểu giống như là chịu nhiệt á, chịu nhiệt được nhiệt độ cao đó, mua về rồi mấy bạn gói cũng được ha. Rồi lo chỉ đi mua bọc, còn giờ tới cái khúc cá này quên mất tiêu, lướt qua sơn vậy không biết mấy má coi kịp không nữa. Mấy má lỡ mua đồ về mà tôi chỉ không thành công tôi cũng hối hận đó. Ê có khi nào là vậy trời, làm đồ tương không thành công chữ là hơi bị mệt. Thôi để tôi lặp lại một lần nữa cho mấy bà coi, cái khúc này là cái khúc tôi gói rồi, thôi gán bỏ qua bên ha. Bây giờ chừng nào mà đợi tôi làm cái con cá thứ hai đi rồi tôi chỉ chi tiết luôn, thì nó cũng y ra cái con cá thứ nhất. Ví dụ như mọi người muốn làm cá bự á, thì mọi người sắn gan về cho nó bự. Công dụng của tôi để chiếc đũa vô á, là tôi tạo hình cho nó, nhìn cho nó giống cái khứa cá mà cái ruột của nó rút ra. Mấy bạn nhìn theo cái tay của Nhân làm á, làm sao là mấy bạn làm vậy, cuốn tròn nó lại rồi để cái chiếc đũa nằm ở chổng luôn. Cái này là mình làm cái ruột con cá nhỏ. Ví dụ như bà nào ở nhà có mà đũa bếp xới tấm heo đó, thọt vô làm cái ruột nó bự hơn á, thì để cái khúc mà tôi dơ lên tôi nói rồi làm được 2 con cá, 1 con cá lóc đồng và 1 con cá lóc nuôi. Tại vì 2 cái con nó không có đều nhau mấy bà, làm con bự con nhỏ mấy cha ơi. Đem hấp 30 phút tôi lấy ra và thành quả của nó nè. Chết rồi, con cá nó thọt cái đầu ra luôn rồi. Ổn không vợ? Trời ơi, thọt cái đầu ra rồi. Trời ơi, bà nội này cũng thọt cái đầu ra rồi. Thọt đầu ra chứ gì trời. Thôi kệ đi, mấy bạn để cho nó nguội lại, hoặc là nếu mà được á thì mấy bạn để trong ngăn mát tủ lạnh. Cái này tại vì Nhân hấp ban đêm á cho nên là Nhân để qua đêm xong rồi qua hôm sau Nhân mới mở ra Nhân cắt. Và đây là thành quả của 2 cái em cá lóc của mình nè. Bây giờ là tao rút cái ruột của mày ra, rồi mình cắt thành từng khoanh như vậy. Trời ơi, công nhận hình hài của nó không có đẹp mà cái thịt của nó dai kinh khủng luôn mấy bạn ơi. Xong mình đem mình đi mình chiên sơ. Thí dụ như khúc nãy mấy bạn muốn ăn chiên á, mấy bạn ướp với lại xả, muối xả ớt á, mấy bạn chiên lên xong là mình ăn luôn, rất là giòn ngon luôn nữa. Còn cái này là Nhân làm kho quẹt để tí xíu nữa chấm rau, mà Nhân làm kho quẹt xả ớt á, cho nên là đi ra hái một mớ xả. Công nhận xả mình ăn không có ngon mấy bà nội ơi, xả này của người ta ăn nó có thấm vị. Rồi có ai kho giống tôi thì bước vô ha. Tôi để tí xíu dầu rồi tôi để đường vô, thắng một hồi khi nào mà nó thành màu caramel á, rồi để xả ớt vô nó thơm lên, rồi thì mình cho mấy cái khứa cá vào, đổ một tí xíu nước mắm, rồi tiếp tục mình cho hạt nêm, rồi kèm tí xíu bột ngọt thêm nữa. Hồi nãy á Nhân có thắng màu, mà trong cái màu caramel đó là nó đã có sẵn đường rồi đó, kho sền sệt tí xíu nãy rồi chấm rau là hết sảy rồi. Đơn giản nhanh tay làm liền nha. Một món ăn chay rất là hấp dẫn chính là thịt gà pha ke trộn xả tắc. Nguyên liệu thì rất là đơn giản, chỉ cần 2 bịch bột mì, mỗi một bịch nửa ký như vậy là xong. Đầu tiên mấy bạn đổ hết 2 cái bịch bột mì vào trong một cái thau, sau đó lượng 600ml nước, đúng 600ml không dư không thiếu nha. Đổ vô xong rồi mấy bạn nhồi bột. Bước này mình đi một mình có chịu đâu, nó cũng đu nó đi theo. Hôm trước mình có tâm sự á, bé Đăng không phải là cháu ruột của Nhân, vậy mà có nhiều bạn giật mình ghê luôn á. Mình cứ tưởng đâu là mấy bạn coi livestream mấy bạn biết nó không phải cháu ruột của tôi rồi. Nó đi theo tối ngày nó quậy tôi không nè mấy bạn nội. Cái móng tay làm gì đen như vậy bà? Hả?
dưới sông mà đen hù lù vậy? Trời ơi, hai cái móng tay của nó chơi đất chơi sình gì mà tối ngày dồn vô hết trơn. Tôi la nó, cái bắt đầu nó miếu mó nó khóc. Mà mấy bà cũng biết rồi đó, con nít ai cưng nó ai thương nó thì tối ngày nó bu bu theo, nó sáp theo hoài. Trời ơi trời, khúc này là nó la còn dữ dội hơn nữa. Xong rồi em phải quay qua em năn nỉ ngược lại nó. Đó bây giờ nó mới chịu im đó. Cái móng tay thấy gớm mà nó đứng nó nhễ nhễ hoài sao làm. Đành phải gứt ra một cục bột đưa cho nó, kêu nó vô bàn á, con ngồi con chơi đi. Lúc này mình tiếp tục mình nhào bột. Mấy bạn lưu ý ha, làm cái món này thì mấy bạn nhào bột hơi cực. Cực cái khúc này thôi hà, mấy cái khúc sau là khổ chứ không có còn cực nữa. Nhiều bạn cũng thắc mắc cái clip trước, cũng quan tâm cũng hỏi Nhân á, ủa Nhân ơi, nếu mà nói á, Nhân như vậy là về làm dâu mười mấy năm rồi vậy thì má Bảy á là mẹ ruột của ai? Rồi tại sao má Bảy lại ở bên nhà chồng là sao má? Khúc này bột nhồi xong rồi đem vô ủ một tiếng đi rồi tôi kể tiếp cho nghe nè. Như clip trước Nhân có nói má của Nhân đâu có nhà đâu, đi làm mướn giúp việc nhà cho người ta, cho nên đàn hồi ở đầu này hồi ở nhà kia. Lúc đó có thuê cái nhà trọ 1.500.000 nhưng mà đợt dịch người ta lấy lại. Là đợt đó Nhân lên Nhân quay clip những cái clip triệu view á là ở nhà của anh Mon, còn má Bảy lúc này là ở lên tạm bợ của nhà anh Mon, mở cái khu nhà phía sau á mấy bạn. Tại vì hai má con mình không có chỗ ở cho nên qua đây tá túc ở nhờ. Cái giường sầu riêng với cái trại này nè là cũng của nhà anh Mon luôn chứ nhà mình đâu có đâu. Mình không có một cục đất chọi chim nữa, sau này về buôn bán chung với anh Mon. Rồi nó mới đẻ ra từ từ. Mấy năm gần đây thì có cất được cái nhà cho mẹ mình. Nhân thì Nhân không có đăng lên cái vụ mua nhà mua đất, nhưng mà livestream lâu lâu mấy bạn thấy ủa xe nhà của ai mà góc bếp đẹp với Nhân. Đó là nhà mà Nhân mới mua sau này á, mua cũng được 2 năm mấy gần 3 năm rồi. Thấy nó đẹp đẹp vậy thôi chứ cái nhà nó cũng nhỏ mấy bạn, bề ngang có 5 mét à, ở giống như là dạng khu dân cư của người ta vậy đó. Lúc đó mua đợt dịch thành thử ra nhà đất nó cũng rẻ chứ mà giống như bây giờ nó cũng tăng giá lên. Rồi thôi tiếp tục tới cái công đoạn tiếp theo nè. Mình ủ bột một tiếng xong rồi lôi cái cục bột ra mấy bạn đem đi rửa. Đầu tiên cho vô đây là 1 lít nước, mấy bạn nhồi mấy bạn nặng mấy bạn bóp, bột của mình nó sẽ tan chảy ra, nó lỏng le lỏng lét vậy nè, kệ nó. Đổ nó qua một cái gây, nhớ là cái gây dày dày cho nó giữ bột của mình lại ha. Sau đó đổ cái nước đó ra, cho tiếp tục 1 lít nước vô mình nhồi. Nhồi một hồi mà chừng nào mà có cục bột của mình tự nó thầy lầy mà nó dính lại với nhau như vậy là được. Đâu đó là tầm khoảng 3 lần nước vậy ha. Đem vô mình để cho nó ráo nước đi. Xong rồi mấy bạn kéo nó ra dài y gan là trên hình Nhân kéo vậy đó. Kéo dài vừa vừa thôi, đừng có dài quá nha. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình cuột nó lại. Giống y gan là cái sợi dây luộc mà mình cuột rồi mình lộn lại đầu này. Bước tiếp theo nữa là mình cho cái dầu màu điều vô. Và cuối cùng là mình đem nó mình đi hấp. Mấy bạn nhớ hấp cách thủy hoặc là nếu có luộc cũng được nữa, nhưng mà mấy bạn nhớ là cho nước ít thôi. Hồi nãy giờ kể tâm sự một đống mà không biết mấy bạn còn thắc mắc điều gì nữa không? Có ai nhớ hỏi nha mấy bà, tôi là tôi tâm sự nhiều chuyện thiệt tình lắm. Hấp hồi trở vô tôi phát hiện trời đất ơi nó nước không. Thôi đổ ra ngoài hấp luôn đi cho nó bình an vô sự. Khúc này cái mình chuẩn bị mình đi hái xả nè, tắc nè, lá chanh với vô nhà chuẩn bị mấy cái trái ớt để tí xíu mà mình làm nguyên liệu. Xả thì mình thái nó xéo xéo nhỏ nhỏ gan dày, chanh thì mình cũng cắt từng lát, lá chanh thì mình sắc nhuyễn, còn tắc thì mình sắc ra từng khoanh. Ủa tới khúc này lại nhớ nữa, mấy bà hỏi Nhân đạo gì thì Nhân cũng nói á mọi người, lúc trước ở bên kia thì Nhân theo đạo Phật, nhưng mà bây giờ qua bên đây á thì Nhân theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thành thử ra cũng biết được nhiều đồ chay, nhiều món chay lắm. Đạo Phật giáo Hòa Hảo không có khó như mấy bạn nghĩ đâu. Mấy nhà khác làm sao chứ nhà mình đám tiệc hoặc là những cái ngày lễ dỗ toàn là cúng đồ chay thôi. Bây giờ là mình làm cái nước sốt xả tắc ha. 2 muỗng nước mắm chay, 4 muỗng nước, 2 muỗng hạt nêm, 3 muỗng đường, nặn vô trong đây 1 trái tắc, thêm 2 muỗng tương ớt nữa. Trộn cái hỗn hợp này lên cho nó đều rồi mấy bạn bắt lên nước mấy bạn nấu. Khi nào mà có hỗn hợp của mình nó sền sệt lại á, để nó qua một bên cho đến khi nguội thì thôi. Bây giờ á, cái phần mà mình làm thịt gà pha ke đó, lúc hấp vừa chín xong mấy bạn nhớ vớt ra, sau đó bỏ vô cái thau đá. Rồi mấy bạn xé cái thịt gà pha ke của mình ra, mình cho xoài hoặc là cóc cũng được với những cái topping còn lại luôn. Chế cái nước sốt đã nguội vô mình trộn, trộn qua trộn lại thiệt đều là mình đã có một dĩa thịt gà xả tắc pha ke rồi đó mấy bà. Hồi ôi nó vừa ăn dữ lắm luôn, mà ta nói nghe cái thịt gà của mình làm pha ke thôi mà nó cũng dai y chang gà vườn vậy đó. Nhiều bạn cầm manh chửi nói là ăn tương mà còn làm đồ hả, cái tâm còn mặn. Khổ lắm, ăn tương để không có sát sanh mấy bạn ơi. Nhiều chỗ có Nhân á, người ta theo đạo Phật giáo Hòa Hảo là ăn chay ăn lạc, mà người ta không có quen, nhờ làm lạ món như vậy đó mà người ta tập ăn được đó. Công thức làm da heo tỏi ớt cho người ăn chay, có nghĩa là món này chay mặn đều dùng được, dễ làm mà ngon bá cháy. Có chị kia ăn tương tháng giêng rồi bà nói chị follow lại kênh mới của cưng, chị ăn chay tháng giêng cưng làm món gì mà cho chị ăn lặt vặt rồi đó. Thấy vậy thôi tôi chuyển liền, món này đơn giản dễ làm mà ăn nó giòn coi nè mấy bà. Nguyên liệu đơn giản, đầu tiên mấy bà đi ra chợ mua cho tôi sắp bánh tráng dày. Bánh tráng mà cái loại nào dẻo dai thì càng tốt. Về mấy bạn sắp cho tôi thành loại 4 cái, rồi đem đi nhúng nước. Thí dụ như mà bánh tráng của mình nó không được dày, không được dẻo, mấy bạn sắp 5 cái cũng được. Nhúng nước xong mấy bạn nhanh tay, mấy bạn lấy kéo mấy bạn cắt ra như vậy. Rồi tiếp tục mình cắt ra thành miếng nhỏ nhỏ giống như là miếng da heo vậy đó biết không? Không biết thôi dẹp nghỉ làm, còn má nào biết là chỉ tiếp cho nè. Đang làm cháu tôi nó tưởng đâu bánh tráng nhúng, trời ơi xin miếng coi út. Quay qua đưa cho nó cái đầu khó cắt quá, tôi lấy dao tôi cắt luôn. Rồi cút kinh nghiệm với cái lần đầu tiên, lần thứ hai này tôi quyết định tôi nhúng 4 cái bánh vô
mà tôi nhúng từng cái rồi tôi mới nhập lợn. Nếu mà làm theo cái kiểu này mấy bạn nhúng sơ qua một lần thôi rồi mấy bạn nhập lợn mấy bạn cắt ra liền á. Lúc này là bánh tráng của mình nó chưa có còn chèm bẹp, mấy bạn cắt nhanh cắt lẹ đi là nó dễ sứt ra lắm. Rồi, cắt xong hết trơn rồi, cái này là tôi cắt là tổng cộng 12 cái. Mỗi lần vậy là tôi nhập lại 4 cái ha. Bạn nào có lò sấy lò sưởi thì mấy bạn sấy, còn ví dụ như mà mình nghèo nàn lạc hậu đó thì đem ra phơi nắng giống như tôi vậy, miền Tây cứ gài nắng tao nói ngon ná thở luôn. Phơi cái này thì cũng mau lắm mấy bà, mình vô mình xè bài thu 2,5 triệu là ra, là bắt đầu là bánh tráng của mình nó khô rồi đó, khô gan khô khóc rồi bắt đầu mình khự lên. Chuẩn bị cái chảo dầu mà đừng có đổ dầu nhiều quá nha. Cái này không phải chiên giống như là da heo kia. Dầu để ít ít thôi thì mình cho từng miếng vô mình chiên. Rồi cái khúc mà dầu của mình nó nóng rồi đó ha, hạ độ lại, hạ nhiệt độ lại. Xong rồi lần lượt mình chiên mình bỏ ra bên đó ăn bên. Có miếng giấy thấm dầu thì để cho nó thấm, còn không thấm thì để ăn béo chứ gì. Chuẩn bị tỏi nè, ớt nè, băm nhuyễn ra cho thành từng miếng nhỏ, đem vô khử cho nó thơm. Sau đó bỏ vô 2 muỗng nước mắm, mở ngoặc nước mắm chai cho mấy má. Tương ớt nếu mà mình ăn ớt, còn không thôi để tương cà cũng được. Rồi thêm 2 muỗng đường nữa. Khi nào cái hỗn hợp sốt của mình nó đặc lại, nó sệt lại, bắt đầu mình đổ cái da hồi nãy mình làm. Mình chịu khó mình vô mình xào xào. Một cái lưu ý rất là bự bành kia nè. Lúc nước sốt của mình còn nóng đó, mình thả cái da heo giả tạo vô thì đụng cái nước sốt nó hơi mềm. Mình chịu khó mình dặn lửa nhỏ, mình đứng mình xào xào xào. Khi nào mà da của mình nó giòn lại rồi, ta nói nó quá dễ cho một cuộc tình luôn, làm ăn rất là đơn giản. Cái này mà mình nhâm nhi cũng được, mình làm đồ ăn vặt cũng ok, ăn với cơm cũng bá cháy. Còn thôi mình để bún mình chan nước tương vô, trời số 1. Tết bài bạc gỡ nợ chưa xong làm cái bụng cái tới gầm. Rồi má nào mới về làm dâu lâu năm, bữa nay vô đây tôi chỉ cho. Nấu cái lẩu cù lao chay này đi. Thần Phật địa ơi, nấu xong bà già chồng bà vỗ bẹp bẹp cho con. Bà hùng lên chán ba cái mà mốt bà dẫn đi chùa làm công quả với má con. Bữa nay gầm đi ra chợ thấy người ta bán hùng vịt, cái người ta trộn lộn, người ta kho dưới tôm. Thánh thần của tôi đang đứng ở cái chỗ cửa hàng đồ chay, làm đủ món cho ngàn ruột heo, thịt gà, đùi gà sắp xả, thịt kim tiền giờ làm lạ tá lạ âm binh chân. Đồ chay giờ là người ta làm linh động vậy đó. Thấy vậy thôi cũng mua. Mua mớ rau củ với lại đồ món đồ này kia về làm cái lẩu cù lao á, chứ không phải mua mấy cái nọ. Món lẩu này đơn giản lắm, có tiền là làm được. Bữa nay tôi mới biết ba cái cây này là núm mèo trắng. Hổm gài có hay ho gì đâu, mua núm mèo nó đen giống như là cục lọ nồi vậy. Phật độ, bữa nay cái cô bán đồ chay bác khai thông trí tuệ cho tôi chờ. Tôi nói trời ơi cô bỏ tẩy vô đen chi? Tẩy ông cố nội mày, đồ chay đồ tương của người ta mà tẩy gì đi con. Thằng quý này mua đồ hoài mày không biết là núm mèo này là núm mèo trắng hả? Mô Phật động trời trên lên trời dưới, bà không quảng cáo sao lấy gì con biết bà nội. Mắc không cân cho con 5,000 bạc, bà làm cách phẹt tưởng đâu mắc ai về 5,000, về ăn chắc 3-4 cái nào lẩu, ăn chay ăn chứ cái miệng nè. Ở cách với nhau một sớm luôn đó, hai đứa nó quen từ thở đi học tới lớp luôn đó, mẹ điều tra ra đó. Người đó không, con trai là người nhìn sao vậy, con trai mà có bầu gì. Là chuyện của người ta, ba má con tranh luận hồi cãi lộn xúc sắc thấy ghê luôn mấy má. Nói ăn chay thì ăn nha mọi người, ăn để tránh sát sanh. Chứ mấy bữa nay tôi làm đồ chay mấy bà lên chửi quá trời trời. Ăn chay giải thịt con này con kia tội lúc kiếp luôn. Ăn chay mà cái tâm còn tưởng mặn. Không mấy bà ơi, cái này là ăn chay để cho nó bớt sát sanh. Ví dụ thay vì mình giết con gà đó, thôi mình giả bộ mình làm cái thịt gà giả pha ke đi. Lạ con gà đó nó đỡ chết rồi. Với lại nên ăn mình vì sức khỏe ha. Thôi ai cùng quan điểm với nhân thì mừng, còn ai mà không cùng quan điểm mà quan hỷ bỏ qua giùm tôi nghe. Làm cái lẩu cù lao này nè, mấy bà nhớ là mua bắp cải, củ cải đỏ với củ cải trắng. Ví dụ như mà ai không thích củ cải trắng á, thì có thể thay thế bằng củ su hoặc là củ sắn cũng được luôn. Mới nói nãy tới cái bước này là tôi làm nữa rồi đó. Cái nấm đùi gà đó mấy bà mua về xong á, mấy bà cắt nó xéo xéo vậy, rồi bắt đầu mấy bà cắt dọc lên vậy. Biết tôi làm gì không? Tôi giả một hồi nhìn y chang cái con mực vậy đó mấy bà. Rồi củ cải đỏ với củ cải trắng á, thì mình sắc nó mỏng mỏng ra vậy để hồi mình cuốn. Còn củ cà gót á, thì mình muốn tỉa bông tỉa ơ tỉa hoa tỉa gồng tỉa gắn tỉa phượng vậy đó là tỉa. Với tôi có nhúng vô tôi tỉa mấy cái trái ớt mà họ nó vừa nở ra có hoa tà lè tắc lét á. Bắp cải á, thì mình lấy cái lá thôi, còn cái cọng của nó đó mình cắt xéo xéo vậy nè. Bây giờ mình chẻ nhỏ ra mình làm cái bông dừa, ngâm vô trong nước bình thường thôi, đừng ngâm nước muối nha, tí xíu nó tròn là y gan cái bông dừa vậy đó, đẹp lắm. Rồi bắp cải thì mấy bạn sắc cái miếng dừa cuốn xong rồi mình trần qua nước sôi cái vớt ra liền, để vô tầm 30 giây nghe má, nào để 30 phút thì thêm muối đường bột ngọt vô làm canh bắp cải luôn. Cái phần củ cải đỏ với phần củ cải trắng á, mình cũng nhúng y gan như vậy, 30 giây vớt ra. Cuộc cái này á thì có những người người ta ăn hành được thì người ta cuộc hẹ, còn không được thì cuộc hẹ luôn. Nói chứ nhiều người người ta kỵ hành đó, cho nên là thôi đi, mình cuộc hẹ cho nó chắc. Hẹ thì ngắt đầu ngắt đuôi, đừng ngắt khúc giữa cái cuốn bánh cuốn ăn. Bị gì thì mình trần sơ qua nước sôi tí xíu mình cuốn. Còn cái phần nấm đùi gà giả mực của mình nè, mình cũng nhúng vô tầm khoảng 10-15 giây, vớt ra là tôi nói mấy bà nhìn giống như là miếng mực. Ở đây thì mình có bông cải xanh với bông cải trắng, mình trụng sơ tầm khoảng 1 phút á, rồi bắt đầu mình vớt ra. Rồi bây giờ tới cái công đoạn mà mình cuốn, mình xà lằn vô đặng mình làm topping cho cù lao. Cái nấm đùi gà mình sắc nãy đó mình cuộn lại như vậy. Mấy má nhớ trụng nước sôi nghe, không trụng nước sôi cuộn lại cái là nó gãy bấp bể dục bỏ.
Còn cái phần ở dưới mấy bà thấy không, người ta làm cái con tôm, tôm chay thấy lạ mắc quá mua, trời đất ơi nó mắc hơn tôm mặn nữa, 27.100 gram. Chỗ mọi người không có thì cũng không có cần thiết nha, mua cho mình đòn chả lụa. Thường thường quê tiêu kêu bằng chả chén đó, mấy bà cắt cọng nhỏ nhỏ ra rồi mình cuốn. À hồi nãy tôi có cuốn tàu hủ ki nữa đó mấy bà nhớ không, cuốn với bắp cải với là củ cải đỏ tí xíu nữa dục vô ăn cũng bá cháy cho bò chét lắm. Nhà má nào sang thì chuẩn bị chừng 4 trái dừa đi, còn nhà tôi không phải là không sang, mà tại vì tôi tính không tới, người tính không bằng trái dừa tính, tinh thần ô đổ ra có chút chiếu nước. Rồi bắt đầu mới chơi là bà Nguyễn Thị Châu pha, là sao ông nội, là pha nước dừa với nước lạnh đó bà cố. Hai má đổ vô là lã dừa, là 3 ca nước lã với 2 ca nước dừa. Rồi mình bắt lên mình nấu nước súp. Ở bên mình chuẩn bị xong rồi mình đốt nhà, đốt than tí xíu nữa rồi mình để vô lẩu cù lao đó. Cái nồi nước lã dừa nó sôi lên rồi mình cho bắp non. Nãy mua ngựa ngựa không hỏi, bắp non nó 80.000 ký. Nắm gom Lai Dung quê tôi mà 10.000 trăm, chắc lên Sài Gòn 13-14. Rồi bỏ củ cải đỏ với lại nắm bầu ngư với nắm linh chi. Cái này tại tôi bỏ nhiều quá, còn mấy bà có thể gia giảm lại nha. Không thích nấm nào thì bỏ bớt ra. Để cho nó đỏ đỏ đẹp á thì mình có thêm vài trái tái táo tàu vô nữa, với thêm hạt sen vô nữa. Nhiều bà nói hả, trời ơi tôi mua đồ chai còn mắc hơn đồ mặn nữa mấy má. Cái nồi lẩu cù lao của tôi là siêu chất lượng luôn. Mình đợi cho nước sôi lên một dạo đó rồi mình niêm bột niêm, nhớ là niêm bột niêm đừng có gãi vô một cái chùm. Mình gứt vậy nè, xong rồi bắt đầu mấy bà để đường phèn. Làm như vậy thì nước lẩu của mình nó rất là trong. Rồi đó, bây giờ thì mình chất lên mấy cái topping vô cái cù lao, rồi chất chả, rồi để vô trong đây là mấy cái nấm mèo hồi nãy mình ngâm. Nói tóm lại bữa nay tôi nấu cái lẩu cù lao này là hơi bị xịn luôn đó. Topping á thì toàn rau củ thiệt nhưng mà hơi bị nhiều. Nấm rơm nè, linh chi nè, mộc nhĩ nè, nấm bào ngư, nấm đùi gà, cho với da cái tôi ôi tồi, nói chung là nãy giờ mấy bà nhìn thấy hết rồi chứ gì. Xin nhắc lại một lần nữa là mấy bà có thể gia giảm lại nghe. Nhưng mà chỉ cần chuẩn bị là củ cải đỏ, củ cải trắng với lại chuẩn bị những cái đồ cuộn vậy là được rồi đó. Còn ai mà muốn chỉnh chu ngon lành cành đào thì chuẩn bị giống như nhân. Xong rồi mọi người á, úp cái nắp cù lao lại, mình thả than vô nữa một tí xíu là nó sôi bụp 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 bụp. Cái nước cù lao của mình nó vẫn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn hơi bị đã luôn. Rồi vậy là hoàn thành xong rồi đó mấy bà, nguyên một cái nồi lẩu cù lao chay, cái nước trong sờ mà nó ngọt thanh đã lắm. Má nào mà về miền Tây á mà nói là ôi bữa nay má ăn tương mới hồi Phật, sao con nấu lẩu cù lao cho má an tâm mấy bà. Nấu một cái lẩu cù lao chay cho bà già chồng liền, bảo đảm bà sẽ suy nghĩ về cái khối tài sản khổng lồ của nhà bà cho con dâu. Rồi mai mốt đi đâu bà cũng sẽ kiểu kêu con dâu tôi nấu cù lao đi, trời ơi nó nấu cù lao chay ngon lắm chị Tư ơi. Đầu năm mà ai có ăn chay làm cái pate đòn này, trứng giữa có thêm cây nấm đông cô, nhìn thấy cưng không, vừa dễ làm mà nó lại vừa dai. Hôm trước mấy bạn kêu Nhân á, Nhân ơi đừng có xài dây bẹ, xài dây chuối đi. Mình thì dễ tính lắm, ai kêu gì là làm nấy. Bữa nay xé dây chuối cuộc pate luôn cho nó đã. Mua giùm Nhân là tầm khoảng 50 gram nấm đông cô về ngâm nước cho nó nở ra. Cái này là cái cọng tàu hủ ki tươi á, mấy bạn mua giùm Nhân là 1 ký, đem ra mình rửa với nước 2 lần, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Lúc này thì mấy bạn muốn cắt bao nhiêu cắt, miễn nó nhỏ ra là được ha. Rồi lúc đó các bạn chuẩn bị giùm cho Nhân một cái nồi nước, trong nồi nước này thì thả giùm Nhân là 1 muỗng cà phê muối. Chỗ mấy bạn á có chuẩn bị đề co Tết chưa? Chỗ của Nhân có cái anh hàng xóm đi qua làm đề co phụ rồi đó, nhìn cũng thấy chiêu chiêu này nọ chứ bộ. Này á thì các bạn luộc nhanh tầm khoảng 2 phút, khi nước bắt đầu sôi thì các bạn đổ ra rổ, đừng có luộc lâu quá nó ra thành nước hết trơn đó. Xong rồi mình đem mình phơi khô. Có cái vụ ăn chay mà không ăn được hành, hôm trước Nhân đăng clip lên mấy bạn cãi lộn nhau quá trời. Hành này là nằm ở trong ngũ hành, thành thử ra người ta tu hành người ta không có được ăn chay, còn những người ăn chay như mình á, để mà tránh sát sanh thôi á thì mình vẫn ăn hành được. Rồi không sao, mỗi người một quan niệm. Ai có ăn được hành á thì các bạn phi thơm lên, xong đổ dầu ra mình lấy cái xác hành phi thôi. Tàu hủ ki tươi của mình sau khi trụng đem ra phơi tầm khoảng 30 phút nó khô lại rồi, đem vô ướp giùm Nhân là 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh bột bắp. Nếu mà mình không có bột bắp á, mình sử dụng bột năng vẫn được. Cho tất cả các hành phi lúc nãy vào, gãi thêm một mớ tiêu nữa rồi mình trộn đều. Ai mà thích ăn tiêu nguyên hột á, lúc này mình gãi vô vài hột cũng được. Mình nêm nếm xem là cái đòn chả của mình như vậy là nó đã vừa ăn chưa. Rồi bây giờ là tới cái công đoạn gói, chuẩn bị cho Nhân cái bọc vừa dặn vậy nè. Để tàu hủ ki ở dưới một lớp, ở chính giữa thì các bạn sắp nắm đông cô giống như gan là Nhân vậy đó. Rồi để lớp tàu hủ ki lên trên mặt nữa, vậy là gói. Cầm 2 cái lườn tay đè thiệt là chặt lại, xong rồi mấy bạn cuộn lại như vậy. Chuẩn bị giùm Nhân là 1 cái cuộn mà màng bọc thực phẩm, kéo ra rồi mấy bạn cuộn lại. Nhớ trong quá trình cuộn á là mình phải chắc tay, cuộn qua 2-3 tua rồi mấy bạn lấy cái tăm xỉa găng á, mấy bạn chọt cho nước ở trong đây nó ra ha. Nhớ là thọt đều hai bên luôn, thọt gì giữ gì ông nội, thọt gì đó nước của mình nó mới ra, đòn chả của mình nó mới dẻo dai. Nói nào ngay thì thọt tới cái tua cuối cùng thôi, đừng có thọt nữa, để tí xíu đem vô tủ lạnh là bà má thọt lò con mắt ra luôn. Rồi Nhân gói một đòn nó không có hết cho nên nó mới chộm vía nó ra thêm bà nội nhóc nhí này nữa nè. Tổng cộng là Nhân sẽ có được 2 đòn, một đòn bà nội và một đòn cháu. Đem nó vô mình để trong tủ lạnh ngăn đá, Nhân xin nhắc lại là ngăn đá nha các bạn.
bạn giữ trong vòng là 30 phút hoặc là 1 tiếng sau. Trong thời gian chờ đợi thì cái lá mình chọc hồi nãy á nó cũng đã héo lại rồi. Đem vô lau sơ sơ sương sương rồi lôi đầu hai cái đòn chả đó ra mình gói. Thì cái này giống y gan là mình gói bánh tét vậy đó mấy bạn. Hôm trước Nhân gói pate mặn, Nhân cũng nói y chang vậy. Mấy bạn nói ủa không biết gói bánh tét rồi ông chỉ vậy rồi biết gói làm sao ông nội. Mình để hai cái lá bề mặt á ụp xuống phía dưới và một cái lá bề mặt ở trên ụp lên. Sau đó là cho cái đòn pate chai của mình vô, cuộn tròn lại và tiếp tục là mình quấn cuộc dây chuối cố định trứng giữa, rồi hai cái đầu là mình băng nó lại như vậy. Bước này là mình cũng làm cố định luôn, đầu còn lại thì cũng mới gian đầu hồi nãy vậy đó. Muốn nắm đầu nào nắm, đừng có nắm ba cái đầu bậy bạ giùm tôi cái là được rồi. Rồi cứ như vậy mà mấy bạn gói gian là gói bánh tét ha. Ai mà chưa biết gói bánh tét thì vô đây chỉ luôn. Sau khi niêm yết cố định hết trơn rồi đó thì mình giống dây lại, gói cái hình chữ thập qua lợi vậy nè, xong cuộc một sợi dây trên đầu, lấy ngón tay cái giữ lại rồi vòng qua một tua lòn vô trong đây giật cái là được mối. Mối thứ hai thì mình cũng làm tương tự y chang vậy luôn. Cái vụ gói chả giống y gan là gói bánh tét vậy. Bây giờ là người ta có nhiều cách lắm vậy mà họ mấy má cũng sân si. Gói như ông thiện nhân không có đẹp ba ơi, mà lâu nữa gói như tôi nè. Bấm vô coi hình đại diện của má, má tôi gói bằng khuôn vui vẻ luôn á thiệt. Gói có cái khuôn ai làm không tròn không đẹp được mấy bà nội. Thôi còn đòn nữa mình làm lẹ mình đi vô nè. Bữa nay làm ba tê chai không có sân si vì lý do khúc giữa mình có giới thiệu một đòn bự một đòn nhỏ, cho nên là mình phải na cái bà nhỏ này mình đi làm luôn. Sau một hồi mài mò thì mình cũng đã xong rồi. Bây giờ là các bạn chuẩn bị giùm cho Nhân một cái nồi hấp, đem vô các bạn hấp cách thủy, nhớ là không có luộc nha, luộc nó chảy nước vô cái là te be tặc bạc luôn đó. Chả này thì thời lượng trong vòng là 1 tiếng, bạn nào túng túng hấp 5 phút cũng được. Rồi xong rồi mấy bạn lấy ra, không có được ăn liền mà phải để trong tủ lạnh ngăn mát qua ngày hôm sau. Thành quả của Nhân là nó vậy nè. Cái này khi dùng với các bạn để ở ngoài một tí xíu nữa nó khô lại nó còn dai nữa. Bạn nào mà có dự định Tết này ăn chay thì làm với Nhân nha. Gầm tháng giêng mà không biết làm món gì ngon là theo tôi mấy bà. Này bữa hỏi mà suy nghĩ cũng nát óc luôn á. Mấy chị kia nói Trường ơi chuẩn bị tới gầm tháng giêng rồi, chị cái miệng cái chị bài hải vậy chứ. Gầm tới rồi cũng ăn chay ăn tương nha mày. Làm món nào coi hấp dẫn thôi em. Chứ không thôi là tao bỏ follow kênh mới mày luôn. Rồi chị lôi đầu chồng chị vô đây coi. Chi vậy? Đặng chở bà đi chợ mua mấy cái nguyên liệu này nè bà cố nội. 100g sườn non, 1 củ sắn, 50g đậu xanh tách vỏ, 50g bột năng, 100g bột mì. Rồi ghé tạt ngang cái tiệm đồ gãy quẹo qua tiệm bánh xe, chạy ra cái tiệm tạp hóa qua cái bà bán dừa kêu bà chặt cái vừa lấy nước thôi. Rồi đậu tách vỏ thì mình đổ nước cho mình ngâm tầm khoảng 10 phút. Sườn non này thì có 2 loại nha, một loại là 10.000 và một loại là 18.000. Mua cái loại mắc tiền á ngâm nó lâu nở thiệt, nhưng mà được cái là thịt sườn non nó dai. Ngược lại cái loại sườn non rẻ hơn thì nó sẽ dễ nở hơn, nhưng mà được cái ăn nó bở nó không có dai. Mua nguyên cái củ sắn về gọt, gọt xong tách ra sùng không thấy được có nhiều đó đó. Thôi kệ đi, có nhiều làm nhiều chứ sao giờ. Trách cái bà bán rau thì cũng tội, bị gì bà đâu có thiên lý nhãn đâu sao nhìn lọt ở bên trong được. Phần đậu xanh đó mấy bạn ngâm xong rồi mấy bạn đem vô mấy bạn luộc, khi nào mà cho nó sệt sệt lại nó đặt lại là được nha. Rồi cái phần sườn non bây giờ mình đi lấy mình làm cái cọng sườn nè. Miếng sườn non bự bự đó mình sắc ra làm 4. Tiếp theo đó là lấy chiếc đũa luồn qua vậy nè, rồi lấy một cái cọng củ sắn á đâm lọt lên vậy đó, là nhìn thấy nó giống cái cọng sườn ghê chưa. Cứ như vậy mà mình đứng mình thọt đứng thọt đứng thọt hồi được dĩa nè mấy bà nội. Rồi chuyển ca đi, chuyển ca qua cái vụ mà nấu đậu xanh. Đậu mà nó được vậy nè mình niêm niếm vô trong đó hạt niêm, muối đường cũng được nữa, rồi bắt đầu cho tí xíu màu dầu điều vô. Phần này mình nấu cho nó thiệt nhừ rồi bắt đầu để cho nó thiệt khô để hồi mình nặng mình làm nhân trứng cút. Phần sườn non đã ghim vô cái cọng củ sắn đó làm cho nó giống cái cọng sườn, bắt cái chảo lên cho dầu nóng rồi bắt đầu mình chiên sơ sơ. Chiên khi nào mà hai cái miếng sườn của mình nó vàng đều hai bên mặt là được. Nhiều má tự suy nghĩ công thức không chiên được không anh, không nha bà nội. Không chiên hồi kho lại nó không có thơm ngon. Lưu ý là miếng sườn của mình nó rất là hút dầu, cho nên mấy bạn cũng không có cần để dầu nhiều. Tại vì để nhiều một hồi ăn nó rất là ngán, nó rất là bở luôn. Chiên xương xương cho nó vàng hai mặt vậy là gấp ra được rồi đó. Rồi bây giờ là mình dò dò tròn vậy nè, làm tạo hình cho cái lòng đỏ của trứng cút. Bây giờ là tới cái phiên mà mình làm lòng trắng của trứng cút nè. 50g bột năng với 100g bột mì trộn lại, rồi cho nước từ từ vô. Các bạn nhớ là cho nước từ từ dần dần nha. Cho vô tí xíu rồi mình ngồi mình nhồi, cho vô tí xíu mình ngồi mình nhồi. Đến khi nào mà bột mình nó không có dính tay mà nó dẻo gan vậy là được. Lật cái bụng ra bắt đầu mình làm, khoét móc bắt đầu kéo cái chân đỏ của trứng cút đó nằm ở ngoài cái lòng trắng, xong mấy bạn do do tròn tròn lại. Công đoạn này thì mình làm cũng rất là mau, nhưng mà còn nhờ vào cái sự khéo tay hay làm, rồi cộng thêm cái miệng xàm xàm hát tào lao giống như tôi nữa. Nè, tạo hình xong quá mấy bạn nhớ bóp hai cái đầu vô vậy nè cho nó giống hình trứng cút. Ai khéo nữa thì có thể nắng giống nửa ngang, còn tôi thì nó giống đi được nhiêu đó thôi. Thành quả của mình hồi cũng hơn cái chục trứng. Xong mấy bạn đem vô, mấy bạn nhúng vô dầu ăn rồi để lên cái sửng mấy bạn hấp. Nhớ nghe chưa? Nhớ là phải nhúng dầu ăn. Không nhúng một hồi là bỏ luôn. Rồi để vô cái sửng nè. Mình hấp tầm khoảng là 15 cho tới 20 phút. 15 phút sau. Sau 15 phút á thì trứng cút chai của mình cũng đã hoàn thành. Nhịn vậy thôi chứ ăn cũng này nọ lắm nghe. Cái này kỹ kỹ nữa mấy bạn do tròn tròn á, tôi nói nghe thiệt sự y chang luôn mấy má. Rồi cho tí xíu dầu, bỏ hành vô phi cho nó thơm. Cho thêm một tí xíu nước mắm, một tí xíu tương cà hoặc là tương ớt cũng được. Rồi chế thêm phần nước dừa cho mình nấu. Nấu khi nào mà cái hỗn hợp nó sôi lên nó thơm á cực kỳ. Rồi, mình bỏ cái phần sườn non đã chiên và cái phần trứng cút vô mình nấu luôn. Lúc này là cái phần nước dừa của mình nó sôi sùng sục ha, nó ra màu từ từ. Bây giờ là tùy vào khẩu vị của gia đình mình, thích cái gì mình nêm cái đó. Tôi cho vô
tí xíu hạt nêm, một tí xíu đường với lại một tí xíu bột ngọt. Nếu như bạn nào thích kho sơ sơ, kho như tôi vậy là được. Còn bạn nào mà muốn sệt nữa, mấy bạn cứ để cho nó kho rất riu, tí xíu sệt nữa nó lên màu, cái màu nước dừa lên rất là đẹp luôn. Rồi vậy là ra thành quả rồi đó mấy bạn. Đường kho trứng cút chai bữa nào chuyển liền nha. Ăn chay ăn lạc là trên cái tinh thần tự nguyện, biết là theo cái tín ngưỡng của mọi người, tháng này là tháng Du Lan báo hiếu hay là tháng chùa gầm lớn gì đó là bắt buộc phải ăn chay. Nhưng mà mình ăn riêng cái bản thân của mình thôi, người ta ăn không được thì kệ người ta đi. Thấy có một số người kỳ lạ lắm nha, soi mói rồi chỉ trích đủ kiểu. Ủa vậy làm chi ạ? Tính ra như vậy á là mình còn nghiệp hơn là mình ăn mặn nữa đó. Rồi tiếp tục với cái sagi là món chay nhà tôi làm. Bữa nay bà má tôi bá xuất chiêu luôn, ra chợ mua một củ khoai môn thêm cái bắp chuối, có liền hai cái món chay xịn sò. Khoai môn về gọt vỏ sắc ra từng lớp giống vậy, bà kỹ lắm nha, bà lấy cái bọc bà quấn cái bao tay lại bà sợ ngứa. Rồi vô tiệm tập hóa sắm cho tôi củ sắn gọn gọn, về gọt hết cái vỏ đi rồi bắt đầu mình sắc ra từng lát giống vậy. Tùy theo cái khẩu vị của gia đình và cái size miệng của mình mà mình cắt hạt lựu. Ví dụ mỏ nhỏ cắt nhỏ, cái họng chằm quàm á thì cắt bự lên. Bắt nồi nước rồi mình cho cái phần khoai môn vào mình hấp. Lúc này thì nhớ đổ nước lớn lớn lên tí xíu ha. Rồi bây giờ là chở ra cái phần bắp chuối. Sớm mơ tôi với má tôi đi chợ, mới ra đầu sáng sớm mà nha. À có bắp chuối không chị? Có, mua mấy bắp để kêu Út lấy. Út ơi, gom ba cái bắp chuối lại đây bán nè con. Không có nội mày, mày ngồi mày bấm đi, mày bấm hoài cho tao. Bả chửi con bả mà tôi tưởng đâu bả chửi tôi với má tôi không à. Thôi kệ đi, gầm lớn mình cũng hả quan hỷ. Dở ra ba cái bắp chuối nó già nó đen hơn má tôi nữa. Thôi lấy em bắp này đi chị. Tôi nói chờ chờ cái bắp chuối đen thù lùi bà mua về làm gì bà nội. Bà mới dọn ra mày hỏi mày không mua mày đi, hồi đi chợ về không tới xứ luôn đó con. Xong rồi chốt đơn cũng may bà bán rẻ 5.000. Đi lợ đằng kia thấy cái bắp nó trắng nõn nè, nó bự bành kia mua được 8.000 bạc. Bắp chuối á khi mình rửa mình nặng vô tầm khoảng một trái chanh. Khoai môn của mình hấp chín rồi mình tán đều gan dày. Chuẩn bị thêm cho tôi 1 tô nước dừa, 200g bột năng, một chén lá ngò với phần củ sắn hồi nãy mà mình băm hạt lựu. Rồi, bây giờ cho 200g bột á vô cái phần mà khoai môn hồi nãy là mình đã sấy nhuyễn ra. Rồi từ từ mình múc nước cốt dừa mình đổ vô nữa. Gắt y gan trên hình nha. Gắt vừa vừa thôi hay là đổ vô một cái ào. Rồi đem cho con hợi con của bà bắt giới ăn luôn. Trộn sệt cho nó bột lại rồi mình để củ sắn vô mình trộn nữa. Tiếp theo cái phần ngò mình sắc nhuyễn á mình cũng cho vô luôn. Rồi, bây giờ nêm nếm ha. Cho vô đây một muỗng hạt nêm, một tí muối, một tí bột ngọt. Mình đừng để đường ha. Tại vì để đường vô một hồi chiên nó mau khét chứ lắm. Cuối cùng nữa là mình đổ đậu phộng vô, đảo đều thêm quận nữa rồi bỏ đó. Phần này á thì mình chiên với ngập dầu. Bắt cái chảo lên rồi đổ dầu vô cho tôi. Rồi từ từ á mình lấy từ dắt từ miếng vậy mình cho vô mình chiên. Bữa nay mấy bà coi clip thấy có gì lạ lạ không? Là má của tôi bà ra tay từ A tới Z. Có tới cái công đoạn chiên này nè, là tôi bay vô tôi làm tiếp thôi. Mày quay lên, mày quay mày không à. Mỗi bữa tao quay cái mày cũng bay vô mày dành. Ê, hồi đó quay clip ha là bà nói tôi bắt xàm bắt láp không đó. Bà đi chợ mấy lần người ta không có gặp bà trên clip, bà về bà cũng nhắc tôi. Sao có gà mày không quay tao lên gì trơn nhăn? Người tao xuất hiện chứ con mày. Hồi đó bà nói á tôi quay điên quay khùng. Gọn giờ các bà nhắc. Phần bắp chuối của mình rửa xong á mình đem vô mình luộc. Nhớ là luộc tầm khoảng 10 phút thôi, mình lấy ra mình xé. Sợ bắp chuối mà mình xé ra cái kiểu này tí xíu nữa mình làm nước sốt chua ngọt. Mình gúi lên cái phía trên nữa ăn nó dai dai đã lắm. Cắt vài cọng rau găm nữa cho vô cái mùi nó thơm. Ngồi kế bên tôi đâu có chịu im cái mỏ. Bắp chuối này xé mà có chừng nửa con gà để vô cái nữa. Ông cố nội ơi, sao ăn chay mà mày ham quá à. Mắc cái mỏ bố như mày vậy đó, tội lúc kiếp nha. Bước này là mình làm nước sốt, cho vô hai muỗng đường, nặng một trái chanh, bằm tỏi với băm ớt, pha vô tí xíu nước mắm chay nữa. Gắt đậu phộng rồi trộn đều cái hỗn hợp này lên là mình có được thau gỏi bá cháy liền. Ngày xưa mấy bà có viết trong cái tự bạch không? Chứ hồi đó đi học là hay viết tự bạch. À, sợ thích món ăn mẹ nấu. Trời đất ơi, nói mà sợ tội thì giờ là canh khổ qua mẹ nấu chơi đắng. Bước ra đời nấu đắng hơn mẹ luôn. Rồi, mần một chén nước mắm nữa để đó cho tôi. Cái phần khoai môn mà mình trộn với củ sắn hồi nãy mình chiên cho nó chín vàng đều giống vàng vậy là được. Rồi, bữa cơm đạm bạc, vừa rẻ tiền mà lại có hai món. Ăn là hết cái nồi cơm luôn nha mấy bà. Chấm cái phần gỏi này vào trong nước mắm. Còn cái phần đồ chiên của mình ở ngoài nó giòn mà bên trong nó béo. Ăn không cũng được, hoặc là cuộn với rau giống tôi như vậy nè. Ta nói nhức cái nách luôn. Bà nào muốn chia sẻ công thức đồ chay thì cứ comment cho tôi biết nghe. Rồi, Tết này ai mà ăn chay hoặc là sợ mập thì tham khảo cái công thức làm giò thủ chay của Nhân nha. Nguyên liệu thì đơn giản mà làm thì dễ ợt. Mất tầm khoảng 10 cho tới 15 phút là xong. Làm buổi sáng để trong tủ lạnh đem ra buổi chiều là mình ăn được rồi. Kênh cũ của Nhân không có còn nữa. Tạo kênh mới mới chịu follow lại rồi kêu Nhân làm đồ chay quá chừng. Rồi, chuyển liền. Nhà ai mà không có khuôn làm giò thủ á thì lấy cái chai nước ngọt cắt ra giống như Nhân. Rồi, nguyên liệu chuẩn bị thì vô cùng đơn giản. 2 cái cây nấm đùi gà, 6 hoặc là 7 cái cây nấm mèo, 1 củ cải đỏ và cuối cùng là một bịch rau câu giòn. Nhớ là rau câu giòn không phải là rau câu dẻo nha. Còn sử dụng loại nào cũng được. Các bạn bắt lên là 350ml nước, không còn phải đợi nó sôi, nước chỉ ấm ấm thôi. Rồi pha vào trong đây tầm khoảng 10g rau câu giòn, khuấy đều như vậy đi rồi bỏ đó. Giờ phần nấm đùi gà mấy bạn cắt ở dưới cái chân đế. Lâu lâu người ta làm hỏng kỹ nó còn bụi bặm dơ đó. Mình làm sạch nó đi rồi bỏ qua một bên. Củ cải đỏ hồi nãy mua ngoài chợ nửa củ người ta không có bán. Bấm bụng mua luôn củ chứ về xài có nửa củ à. Nấm mèo thì ta nói nghe cái góc dưới nó dơ,
Thôi chịu khó mình cắt mình lọc ba cái bụi bặm đó ra mình bỏ. Rồi thêm mấy cái củ hành tím là được. Còn ai mà thuần chay luôn thì mình khỏi cần khử hành. Đùi gà sau khi rửa sạch xong á, mấy bạn cắt từng lát giống như nhân vậy. Rồi để cây nấm xéo xéo cắt thành từng sợi giống như gan lật trên hình. Nấm mèo thì mấy bạn cũng cắt nhuyễn ra. Bây giờ là tới cà gót, các bạn cắt bản xong rồi mình cắt ra thành từng sợi như vậy hen. Rồi cái phần này có hành á, khử thì nó sẽ thơm hơn. Còn không có thì mấy bạn khỏi xài cũng được. Giống như ban đầu mình có kể rồi đó, má nào giàu xài cái khuôn á thì khỏi cần phải là khử che giống như nhân vậy. Còn bạn nào xài cái lon nước ngọt thì bạn phải kiếm hai cái cây tre. À khỏi cần tre, cây gì cũng được trơn. Miễn sao hồi ép nó xuống là được. Rồi cắt cái lá chuối thành hình tròn để vô vậy nè. Để tí xíu cái phần giò thủ chai của mình làm xong á, chế vô nó không tiếp xúc trực tiếp với lại mủ, ăn nó không có bị độc. Rồi cái phần lá thì mình cuộn lại sao cho vừa cái chai rồi mình cắt ngang. Mấy bạn lấy chiếc đũa mấy bạn khuấy như vậy nè, là cái phần lá chuối nó sẽ nằm ngoài cái viền của cái chai luôn à. Bắt lên tí xíu dầu, khử cho hành của mình chuyển sang màu vàng, bay thơm lên nứt cái lỗ mũi bập. Rồi mấy bạn cho cái phần nấm đùi gà sắc sợi vô. Mới ban đầu thì các bạn nên để lửa trung bình thôi, bởi vì phần nấm đùi gà mới để vô các bạn để lửa lớn nó sẽ dễ khét lắm. Một tí xíu nấm đùi gà của mình ra nước rồi thì từ từ mình để nấm mèo, rồi mình để thêm củ cải đỏ sắc sợi vô nữa. Đến khi chín dần rồi á thì cái hỗn hợp rau câu mình ngâm ban đầu đó mấy bạn đổ vô, nấu sao mà cho nó sệt y gan trên hình là được. Cái nắp lúc nãy đó mình quay trở đầu lại mình làm cái quặng, rồi mấy bạn đổ vô trong cái khuôn này. Nêm nếm thì các bạn có thể cho hạt nêm nè, đường nè, bột ngọt nè, tiêu vô. Tiêu thì tùy ý thích nha, bạn nào mà ăn cay được cho tiêu nguyên hột vô ăn hơi bị đã. Rồi cái hỗn hợp đó nó vừa chín tới nó sệt lại rồi á thì các bạn để cho nó nguội chút xíu thôi, đừng để lâu quá nó sẽ đông lại. Bạn đổ vô cái khuôn mà mấy bạn tạo hình trước đó xong rồi lấy hai cái cây tre ép nó xuống. Chiều hôm đó tức là 7 tiếng sau đó mấy mẹ, mình dỡ cái khuôn lá chuối ra rồi mình cự gan dày. Đây là cái phần giò thủ thành phẩm chai của mình nè. Đừng có tưởng nó không ngon nghe, ngon không tưởng luôn. Cái phần nấm mình xào lên rất là thơm, ăn chúng rất là dai giòn sừng sực. Đã vậy không phải là nó giòn theo cái kiểu câu câu giòn đâu, mà nó có cái độ dẻo nhất định nữa, các bạn thấy nhân cầm không? Vì mình có thể nêm nếm từ trước á cho nên rất là vừa ăn. Cái này bạn nào mà ăn chai hoặc là bạn nào mà sợ ăn giò thủ bị mập đó, chuyển thử đi nha, làm nhanh mà ăn hơi bị ngon luôn á.